Vâng, kính chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả của kênh đồ gỗ nội thất Mộc Nam Huy. Kênh đồ gỗ nội thất hiện tại đang là duy nhất trên toàn thị trường Việt Nam có nút vàng của YouTube. Dạ vâng, lâu lâu khoe một chút quý anh chị ạ. Bởi vì cũng phải nói rằng được sự tin tưởng và yêu mến của quý anh chị khán giả thì cơ sở bên em mới có được 1 triệu người đăng ký. Chứ không có dễ gì đâu ạ. Hôm nay thì cơ sở giới thiệu với quý anh chị một cái mẫu hàng mà em tin với quý anh chị luôn. Nếu như bây giờ em nói đây là bộ ghế được hoàn thiện với tiêu chuẩn giá là 23 triệu, cột 12, tay nghê nguyên khối 12 và chân 14, mặt nguyên tấm 2 phân rưỡi. Đó, quý anh chị nghe qua có vẻ là hơi sốc đúng không ạ? Sốc bởi vì là không biết là Mộc Nam Huy có nút vàng rồi có khi nào mà đi đi bom khách hàng không? Lại sao lại có bộ ghế nó lại rẻ như vậy và trong tiêu chuẩn cao như thế này? Đó, và vì nhìn sơ qua thôi, em nghĩ quý anh chị sẽ tưởng đây là gỗ gõ đỏ. Nhưng mà không nhá. Chất liệu của sản phẩm này là chất liệu gỗ tràm bông vàng, hàng lõi, cây chuẩn chỉ, hàng xịn. Cho nên là cái màu sắc của nó rất là đẹp. Đó, cây nó rất là đều. Và anh chị thấy không ạ? Nó gần như là không khác gì gỗ gõ đỏ luôn. Đó, mặt là gỗ xoan đào nguyên tấm. Dạ vâng, với bộ hàng này và với cái tiêu chuẩn này thì hiện tại là cơ sở chúng em đã xuất xưởng ra bên ngoài thị trường rất là nhiều rồi. Và đây là một cái mẫu đang rất là hot tại xưởng em. Và như quý anh chị quan sát thì chúng em đã thiết kế cái kích thước và form dáng của nó to hơn, thậm chí nó còn dài hơn cả hàng gỗ quả đỏ nữa. Đó, và đó là lý do tại sao những cái sản phẩm này bán rất chạy và duy nhất trên thị trường. Hiện tại có cơ sở bên em làm được cái điều này. Đó là con lân nguyên khối trên chất liệu gỗ tràm bông vàng lõi. Hiện tại chưa có bất kỳ một cơ sở nào sản xuất được cái tiêu chuẩn này mà chúng em làm được cái cột 12 và con lân nguyên khối 12 không ghép nhé quý anh chị nhá. Đó, ghép thì nó là câu chuyện của hàng bình thường không nói. Cái này là không ghép. Đó, mặt ván nguyên tấm 2 phân rưỡi gỗ xoan đào và bản chân là bản chân 14, cột 12 chân 14. Với một bộ ghế đẹp như thế này và với giá hoàn thiện chỉ có 23 triệu thì em nói với quý anh chị rằng đó là lý do tại sao chúng em bán chạy. Bởi vì từ cái nguồn gỗ đầu tiên cho tới những cái mẫu mã chúng em thiết kế thì chúng em làm đều rất là tỉ mỉ và chi tiết rồi. Đó, cho nên là khách hàng ủng hộ rất là nhiều. Bộ này thì nó có cả hộc kéo nhá. Nhưng mà hiện tại thì em sơn là sơn rời cho nên là không có lắp vào đây thì quý anh chị chúng ta thông cảm nhá. Đó, và trên cái video giới thiệu về bộ ghế này thì chúng em cũng sẽ chi tiết thêm cho quý anh chị một vài những cái chi tiết nữa. Đó là như những cái bản tựa này là chúng em làm là tựa 3 phân rưỡi, mộng trên mộng dưới chúng em cho anh em đóng y như hàng gỗ quả đỏ luôn. Đó, cho nên là nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Thêm một mẫu nữa cho quý anh chị lựa chọn là bên trong này, đó là mẫu nghê. Đó, thay vì mẫu đào thì nó đơn giản đúng không ạ? Mẫu nghê thì nó sẽ có cái chiều cao tó nó cao hơn. Cụ thể thì bản tó của nghê này là bản tó 24, được cơ sở cho anh em đục chạm sâu hơn hàng gõ luôn. Tại sao em nói là sâu hơn hàng gõ thì quý anh chị cứ từ từ mình nhìn cái con nghê nhé. Đó, nhìn con nghê quả cầu và cái mặt hổ phù ở đây, anh chị nhìn và quan sát mà xem, chúng em cho anh em thợ đục chạm rất sâu. Đó, thậm chí hàng gỗ gõ đỏ còn chưa làm được cái tiêu chuẩn như thế này. Thêm chi tiết nữa, đó là đục cả hai mặt. Đó, quý chị chúng ta cùng xem nhá. Rất là vip. Nói với quý anh chị chứ thông thường mà làm những cái hàng gỗ bình dân á, mà mình đưa cái tiêu chuẩn lên cao ấy, mà cao hơn hàng cao cấp thì rất là khó bán nha. Đây em nói thật, rất là khó bán. Bởi vì khi mình đã làm đến tiêu chuẩn như vậy thì cái chi phí mình đầu tư cho một bộ sản phẩm nó sẽ cao hơn bình thường rất là nhiều. Thế cho nên là tại sao cái giá của nó là nó khá là cao. Tuy nhiên thì để mà nói rằng những cái sự đầu tư của quý anh chị bỏ ra nó là hoàn toàn xứng đáng. Và ở đây khi chúng em sản xuất ra cái bộ bàn ghế này, khách hàng mua rất là nhiều. Bởi vì chúng em đã cân đối được giá thực sự rất tốt so với cái chất lượng của nó. Trên hàng này thì quý anh chị hoàn toàn có thể yên tâm, mình sử dụng trong thời gian 5-70 năm là điều quá bình thường anh chị nhá, quá bình thường luôn. Bởi chất cây tràm bông vàng lõi thì nó đã rất là chất lượng rồi, sử dụng qua bao nhiêu đời rồi, bà con mình dùng là quá chất rồi. Đó, mặt bàn mặt ghế thì chúng em dùng là 2 phân rưỡi hết. Hàng này thì quý anh chị không có phải kiểm tra theo kiểu là đứng lên đây nhảy nhá. Mà nếu mà anh chị có muốn test ấy
Thì em xin mời là thay vì một mình anh chị lên test thì em mời quý anh chị cứ mời cả xóm sang luôn. Đó, test thoải mái các cái dàn mặt này. Bởi vì cái độ dày 2,5 phân, nói chung là nó là quá là dư thừa luôn. Đó, sắp tới thì chúng em cũng có cả mẫu hoàng gia nữa cho quý anh chị thêm sự lựa chọn. Và hôm nay thì cái sản phẩm này là chúng em mới lên màu xong, chưa có bóng. Và sắp tới chúng em sẽ phục vụ quý anh chị có một cách nữa. Đó là hiện tại thì có nhiều khách hàng thì có khách thì thích bóng sáng, có khách thì thích bóng mờ. Tới xưởng bên em thì nhiều khi sơn bóng mờ rồi, nhưng mà khách lại yêu cầu sơn lại bóng sáng. Thì tự dưng chúng em lại phải sơn lại một lớp bóng nữa, mất lại hơn 1 triệu nữa. Nhiều khi bán hơi sót với chị. Thế là đợt này là chúng em cũng có phục vụ thêm quý anh chị một cái nữa. Đó là phục vụ theo kiểu là để ý như vậy. Đó, anh chị cứ tới xem thoải mái rồi thích bóng sáng bóng mờ cho em bóng sau. Đấy, anh chị muốn làm cái gì làm nhé. Tự dưng em đỡ mất đi triệu bạc tiền công với tiền vật tư. Đó, và chúng em vẫn cứ có sản phẩm sơn sẵn luôn. Cũng em vẫn sẽ sơn sẵn bóng sẵn, nhưng mà cũng sẽ có một số bộ là để màu thôi, màu như này thôi. Cái này chưa bóng lên đâu mà đã đẹp như vậy rồi đấy. Đó, rất là chất lượng. 23 triệu và bên này là 25 triệu nha quý anh chị nhá. Đào 23 và nghê là 25. Tiêu chuẩn cao nhất là có tay lân nguyên khối, bàn hộc kéo và chân 14. Còn nếu anh chị chọn tiêu chuẩn rẻ hơn thì nó chỉ có 10 mấy triệu thôi, đóng được hết quý anh chị nhá. Đó, cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi video này. Xin cùng cho cơ sở bên em những ý kiến bình luận của quý anh chị về sản phẩm nhé. Thì ngoài những cái sản phẩm này thì chúng em vẫn còn làm những cái sản phẩm khác, như là giường ở bên này, là hai cái giường đặt của khách ở bên này. Ở bên trong này thì có bộ sofa gõ này, rồi cũng có bộ ghế ở Minh Quốc đào tràm muông vàng chân 14 này. Đó, chúng em chuẩn bị bàn giao cho khách đây. Chúng em cũng làm liên tục như quý anh chị. Nói chung thì gần về cuối năm rồi, cái mức độ công việc nó càng ngày nó càng càng nhanh. Khách hàng bây giờ nhận hàng nhiều, cho nên là chúng em cũng phải cho anh em làm với mức độ nhiều hơn, tăng ca nhiều hơn để kịp cung ứng cho quý anh chị. Và quý anh chị có nhu cầu mua đồ gỗ mà sử dụng dịp Tết ấy, quý anh chị có thể đặt hàng sớm nhé, để mình sẽ có được những cái sản phẩm nó an toàn hơn, đảm bảo hơn, cũng như là mình sẽ chắc chắn hơn là mình sẽ có hàng. Chứ sắp giáp Tết mà anh chị đặt hàng sẵn sẵn thì không sao, chứ nhiều khi mình đặt những cái sản phẩm mà không có sẵn là mất công mình sẽ phải chờ đợi, mà sợ nhiều khi sát quá không làm được thì cũng lại phí. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video kế tiếp.